Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự thịnh vượng. Sự thịnh vượng có nghĩa là gì? Một điều kiện thành công, hưng thịnh hoặc phát triển mạnh, đặc biệt là về khía cạnh tài chính, tương lai tốt, thịnh vượng hoàn cảnh, thịnh vượng đặc trưng bởi thành công tài chính hoặc vận may. Một ví dụ về sự thịnh vượng là gì? Sự thịnh vượng là trạng thái giàu có hoặc có một cuộc sống giàu có và đầy đủ. Một ví dụ về thịnh vượng là một người đang sống một cuộc sống giàu có và đầy đủ các tất cả tiền bạc và hạnh phúc mà anh ta cần. Một ví dụ về sự thịnh vượng ở các nước đang phát triển là có những thứ xa xỉ, cơ bản như nước và điện. Sự thịnh vượng trong Kinh Thánh là gì? Thần học thịnh vượng đôi khi được gọi là phúc âm thịnh vượng, phúc âm sức khỏe và sự giàu có, phúc âm thành công hay đức tin hạt giống. Là một niềm tin tôn giáo giữa một số Kitô hữu tin lành rằng phước lành, tài chính và sức khỏe thể chất luôn là một ý muốn của Thiên Chúa đối với họ, và niềm tin đó nói cách tích cực. Làm thế nào để bạn sử dụng sự thịnh vượng trong một câu? Thứ nhất, sự thịnh vượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Thứ hai, sự thịnh vượng của một số người không đòi hỏi người khác phải nghèo. Thứ ba, khoa học sẽ giải quyết mọi thứ, sự thịnh vượng sẽ phát triển vô tận và con người sẽ phát triển mạnh. Thứ bốn, ngược lại, những nơi mà sự thịnh vượng không tăng lên, việc thiếu các thành phần này đóng một vai trò quan trọng. Đặc điểm của sự thịnh vượng là gì? Trường hợp thịnh vượng, một trong những đặc điểm xác định của giai đoạn thịnh vượng trong chu kỳ kinh doanh là mức độ thất nghiệp thấp. Ngoài ra, một nền kinh tế thịnh vượng có mức sản xuất và nhu cầu tiêu dùng tương đối cao, phù hợp với sức mua tăng đối và phần lớn dân số. Tại sao sự thịnh vượng lại quan trọng? Đó cũng là niềm vui của cuộc sống hàng ngày và triển vọng và có thể xây dựng một cuộc sống thậm chí còn tốt hơn trong tương lai. Nói cách khác, sự thịnh vượng cho phép mọi người có được việc làm có ý nghĩa, theo đuổi những cơ hội mà họ mong muốn, có cuộc sống hiệu quả và xây dựng một tương lai cho gia đình và bạn bè của họ. Làm thế nào để chúng ta nhận được sự thịnh vượng từ Thiên Chúa? Chìa khóa cho sự giàu có và thịnh vượng trong Kinh Thánh trong mỗi phần của cuộc sống của bạn. Thứ nhất, siêng năng. Thứ hai, tìm kiếm Chúa trong mọi thứ. Thứ ba, tìm kiếm sự công chính. Thứ bốn, giữ các điều răn của Ngài, đi theo cách của Ngài. Thứ năm, tôn vinh Chúa với sự giàu có của bạn. Thứ sáu, phát triển đức tin của bạn, tin tưởng vào Chúa. Kinh Thánh nói gì về sự thịnh vượng tài chính? Châm ngôn 11, chương 24-25. Một người cho tự do, nhưng kiếm được nhiều hơn. Một khoản khác bị giữ lại quá mức, nhưng đến với nghèo đói. Một người hào phóng sẽ thịnh vượng, ai làm với người khác sẽ làm với. Châm ngôn 3, chương 9. Hãy tôn vinh Chúa bằng sự giàu có của bạn, với những quả đầu tiên trong tất cả các loại cây trồng của bạn. Sự thịnh vượng có dẫn đến hạnh phúc không? Sự thịnh vượng giúp duy trì trạng thái hạnh phúc, nhưng nó không hướng tới hạnh phúc. Nó có rất nhiều câu chuyện miêu tả về cách một người ăn xin sống một cuộc sống hạnh phúc và tự mãn, trong khi một vị vua có sự giàu có nhưng anh ta không sống hạnh phúc và hài lòng. Sự thịnh vượng khiến bản thân giảm căng thẳng trong cuộc sống ngày nay. Làm thế nào để bạn đạt được sự thịnh vượng? Thứ nhất, khi bạn trở nên giảm đau cho những cơn đau đau đầu của mọi người, bạn sẽ đạt được sự thịnh vượng và thành công. Thứ hai, đạt được sự thịnh vượng và thành công bằng cách giữ mọi thứ đơn giản cho bạn và khách hàng của bạn. Thứ ba, bạn đạt được sự thịnh vượng và thành công khi bạn làm chủ nghệ thuật giúp mọi người tiết kiệm tiền. Sức mạnh thịnh vượng của đức tin là gì? Thần học thịnh vượng đôi khi được gọi là phúc âm thịnh vượng, phúc âm sức khỏe và sự giàu có, phúc âm thành công hay đức tin hạt giống. Là một niềm tin tôn giáo giữa một số Kitô hữu tin lành rằng phước lành tài chính và sức khỏe thể chất luôn là ý muốn của Thiên Chúa đối với họ, và niềm tin đó, lời nói tích cực và bí quyết
Thứ hai, thứ nhất, bí quyết thịnh vượng là gì? Sự thịnh vượng thực sự là nghĩa sự phong phú, ý nghĩa rằng bạn có quyền sống một cuộc sống phong phú. Đó là sức khỏe, sự giàu có, hạnh phúc, niềm vui hoặc hòa bình, niềm tin, hy vọng, sự khôn ngoan, hòa hợp với dòng chảy của vũ trụ và có thể chấp nhận sự phong phú của Thiên Chúa. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.